Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Minh Đức Review. Và mình là Minh Đức đây. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp quà của Lazada. Hộp quà này thì được gửi bởi sắp tới chúng ta sẽ có một dịp gọi là dịp sinh nhật của Lazada. Siêu sinh nhật, ưu đãi ngập tràn, dinh quà các chất. Và ngày 27 đến ngày 29 tháng 3, chi tiết chương trình như thế nào thì các bạn hãy xem ở link phía dưới phần mô tả video này nhé. Đại khái thì chúng ta sẽ có rất là nhiều voucher, chúng ta sẽ có rất là nhiều mã giảm giá, chúng ta sẽ có rất là nhiều những thứ mà được giảm giá. Và vì thế nên trong dịp này, nếu như các bạn đang muốn mua một món gì đó, đang muốn mua một món sản phẩm nào đó mà đang săn sale thì các bạn hãy canh Lazada nhé. Rồi thì đây là hộp quà của năm nay. Năm nay hộp quà khá là đẹp. Bên trong chúng ta sẽ rồi, bên trong thì như mình đã nói từ đầu, chúng ta sẽ có một Lazada Affiliate Program. Ok, như mình đã nói, ở bên trong là hai sản phẩm mic, cả điện thoại và cả smartphone. Đây là hai chiếc mic rất là kiểu hiệu năng, rất là tốt trong tầm giá. Chúng ta sẽ cùng mở hộp nó ngay bây giờ. Ngoài ra thì ở bên trong hộp thì không còn cái gì nữa. Hết rồi. Hộp năm nay thiết kế rất là đẹp. Xốp xốp như kiểu các em hot girl tìm son ở trong này. Mình sẽ mò xem có iPhone XS Max không. Chắc chắn là không được. Rồi, chúng ta sẽ có hai chiếc mic. Mình sẽ mở hộp từng cái một. Thật ra là cả hai chiếc mic này mình đều đã mở hộp rồi. Vì thế nên hộp của nó nhìn không còn lành lặn cho lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ mở hộp nó ra cho các bạn xem là khi mà các bạn mua thì ở bên trong nó sẽ trông như thế nào. Đầu tiên mình sẽ mở hộp chiếc mic Boya cài áo. Đây là một chiếc mic mình rất là thích, chưa mua, bởi vì là mặc dù thích nhưng mà thật sự nhu cầu của mình cũng chưa cần dùng đến cho lắm. Ok, đầu tiên thì khi mở hộp ra thì các bạn sẽ có tất cả toàn bộ cái chiếc mic của các bạn, nó đều nằm ở trong túi này. Chúng ta sẽ ở bên trong chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra hết rồi, không có gì khác. Rồi, như các bạn đang thấy, chúng ta sẽ có một cái mic. Chúng ta sẽ mở hộp nó ra bên trong. Bên trong chúng ta sẽ cái gì đây? Túi chống không? Chúng ta sẽ có một cái mic, dây mic này. Theo như thông số của nhà sản xuất ghi trên bao bì thì độ dài dây của chúng ta sẽ có độ dài dây lên từ 6m. Đây là một độ dài quá là dài. Nếu như các bạn muốn sử dụng nó với điện thoại thì đây là một độ dài quá là dài. Rồi, đây là tất cả những gì mà các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta sẽ có một cái túi rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một túi phụ kiện. Cảm nhận đầu tiên của mình về cái dây mic này thì mình cảm thấy là nó khá là xịn, nó khá là chắc chắn. Ở cái phần này chúng ta sẽ có phần gọi là kim loại. Phần này chính là phần đầu chuyển chứa pin. Pin chúng ta sẽ được tặng ở trong này. Và chúng ta sẽ có một cái nút ở đây để nút chuyển sang chế độ camera hoặc là nút chuyển sang chế độ sử dụng với smartphone. Và đây chính là đầu mic của chúng ta. Mặc dù trông rất là nhỏ gọn như thế này thôi nhưng chất lượng của nó thì rất là tốt. Rồi, chúng ta sẽ có bên trong túi phụ kiện, mình cũng sẽ mở túi phụ kiện ra. Bên trong túi phụ kiện chúng ta cũng sẽ có một cái mút xốp. Cái mút xốp này thì để cho khi mà các bạn nói vào cái mic này thì cái âm, cái tiếng gió nó sẽ không vào, cái tiếng gió từ miệng các bạn phát ra nó sẽ không vào thẳng chiếc mic này. Các bạn hãy lắp nó vào như thế này. Lát nữa mình cũng sẽ thử âm thanh của nó cho các bạn nghe và đánh giá chi tiết của nó thì chúng ta sẽ có ở các video sau nhé. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu thôi, mình sẽ giới thiệu về chiếc mic này. Đây là một cái đầu chuyển để các bạn chuyển sang jack 3.5 sang các cái cổng, sang các cái thiết bị âm thanh khác nó có hỗ trợ. Ở đây chúng ta sẽ có một cục pin nhỏ nhỏ như thế này. Ok, pin của nó thì lắp vào đâu? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. À đây rồi. Rất là đơn giản. Đó, các bạn hãy xoáy cái phần này ra. Rồi, ok. Và ở bên trong này chúng ta sẽ có phần lắp pin. Lắp pin thì lắp như thế nào? Chúng ta sẽ lắp cực dương vào cực dương. Ở phần này nó có hướng dẫn này. Các bạn hãy nhìn theo ở đây mà lắp này. Ấn nó vào. Và chúng ta sẽ xoáy cái phần này. Như thế là đã xong rồi. Các bạn hoàn toàn đã có thể sử dụng được chiếc mic này. Chúng ta sẽ có một cái kẹp đây để kẹp vào áo. Và chúng ta sẽ kẹp vào cái dây mic này. Nhưng mà mình đã che mất. Đấy, chúng ta sẽ kẹp vào cái đầu này. Để có thể kẹp vào mic. Đó, kẹp vào áo. Tại làm sao mà mình lại rất thích chiếc mic này? Đó là nó có hai chế độ. Một chế độ sử dụng cho camera và một chế độ sử dụng cho smartphone. Mình có thể sử dụng chiếc điện thoại của mình. Mình cắm vào điện thoại và sau đó mình có thể chạy đi đâu tùy ý mà không cần phải lo lắng về việc camera thì không bắt được âm thanh của mình, cũng như là có quá nhiều tạp âm ở bên ngoài.
ở trong phòng thì mình có thể lắp thẳng trực tiếp vào camera để có thể thu được hình trực tiếp, thu được âm thanh trực tiếp từ camera. Nãy giờ giới thiệu rất là nhiều, tuy nhiên thì mình vẫn chưa nói giá của chiếc mic này. Giá của những chiếc mic này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 400k thôi. Ok, ngay bây giờ mình sẽ thử sử dụng âm thanh từ những chiếc mic Boya này để xem là nó có khác gì so với lại cái âm thanh mà mình xem các bạn xem nghe xem có khác gì không nhá. Alo alo, các bạn nghe thấy nó có khác bọt không? Âm thanh mà các bạn đang nghe thu âm trực tiếp từ mic Boya M1, chiếc mic áo mà mình đã vừa review cho các bạn này. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại review chiếc mic tiếp theo có trong hộp quà của Lazada ngày hôm nay. Đây là một trong những chiếc mic mà mình cũng rất là thích. Thiết kế của nó thì nó khá là giống với một chiếc mic của Rode. Nhưng mà chiếc mic của Rode thì có giá khoảng mấy triệu gì đó, 3-4 triệu gì đó. Còn chiếc mic Boya của chúng ta chỉ có giá chỉ khoảng 500-600k hoặc là 700k thôi. Link chi tiết thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả video này để các bạn có thể tham khảo nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng mở hộp. Thật ra là mình đã tò mò và mình đã mở hộp cái chiếc mic này trước rồi, vì thế nên là hộp của nó thì trông nó hơi tan nát như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ y chang như mình đây này, mình đã lắp lại như rồi. Và ok, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mic bên đây. Chúng ta sẽ có một cái lọc gió ở đây. Đó, châm như kiểu lông chó vậy. Chúng ta sẽ có một cái mic, đây là một chiếc mic rất là nhỏ gọn. À, chúng ta sẽ set nó sau. Chúng ta sẽ có một cái kẹp. Cái kẹp này thì để các bạn kẹp vào đây và chúng ta sẽ lắp vào điện, lắp vào máy ảnh. Chúng ta sẽ có một cái túi. Túi này cũng giống như là cái mic M1 vừa nãy, thì chúng ta cũng sẽ có một cái túi bao da của Boya ở đây. Chúng ta sẽ có một cái dây cáp để nối giữa chiếc mic này với lại điện thoại. Đây là một cái dây cáp riêng, nó sẽ có cái đầu ba chân này để dành riêng cho việc sử dụng với điện thoại. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái đoạn dây cáp nữa. Nó chỉ có hai chân thôi, nó chỉ có hai khớp. Thì hai khớp đen này thôi. Thì cái này sẽ để dành sử dụng cho máy ảnh. Chiếc mic Boya M1 này có thể sử dụng được cho cả máy ảnh và cả điện thoại. Như các bạn có thể thấy là ngoại hình của nó cũng rất là nhỏ gọn, nó chỉ tương đương với ngón tay trỏ của mình thôi. Và ở đây phía dưới chúng ta sẽ có một cái đầu để cắm jack 3.5 vào, nối giữa chiếc mic này với điện thoại hay là máy ảnh của các bạn. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái phần để có thể thu nhận âm thanh. Giống như tất cả những chiếc mic shotgun khác thì nó sẽ có thiết kế nó hơi dài dài một chút. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kẹp để có thể kẹp gắn nó vào máy ảnh. Mình sẽ gắn nó vào đây. Và khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ cắm nó vào đây. Và đầu này thì cắm vào máy ảnh. Đó. Vậy là xong tất cả những cái gì setup của chiếc mic Boya M11 này, thì nó chỉ có như vậy thôi. Các bạn hoàn toàn không phải lo lắng đến vấn đề pin đã đủ chưa hay là các bạn phải thay pin. Đây là một điều cực kỳ tốt, mình sẽ không phải quan tâm quá nhiều đến mic có đang hoạt động hay không, bởi vì khi mà mình cắm đầu jack này vào máy ảnh, mình quay ngược lại, quay ngược cái màn hình lại và quay, thì mình sẽ không cần phải quan tâm là mic có còn pin hay không. Đó, rất là tuyệt vời. Đặc biệt chúng ta sẽ được tặng thêm một cái mút này. Đó là điểm mà mình rất thích trên chiếc mic Boya M11 này. Và dĩ nhiên rồi, một chiếc mic nói thế nào đi nữa, nó có tốt như thế nào đi nữa, tính năng của nó có hoàn hảo cho nhu cầu của bạn như thế nào đi nữa, thì nó cũng cần phải làm một chiếc mic tốt, có khả năng thu âm tốt. Và vì thế chúng ta sẽ cùng thử nghiệm. Dĩ nhiên mình sẽ chỉ thử nghiệm âm thanh để cho các bạn thấy là nó hoạt động như thế nào thôi. Còn đánh giá chi tiết về chiếc mic này thì mình sẽ để dành nó ở một video sau trên kênh YouTube của mình nhé. Còn bây giờ mình sẽ lắp chiếc mic này để các bạn có thể nghe âm thanh của mic này nó sẽ ok như thế nào nhé. Ok, các bạn đã nghe âm thanh trực tiếp từ mic Boya M1, một trong những chiếc mic có giá chỉ khoảng 700k, dưới 700k thôi. Tuy nhiên thì âm thanh của nó thì các bạn nghe thấy ok không? Các bạn nghe thấy nó có tốt hay không? Hãy comment xuống phía dưới và video sau thì mình sẽ chia sẻ trải nghiệm chi tiết về chiếc mic Boya M11 này, đánh giá xem nó có đáng trong tầm giá khoảng 700k hay không. Dĩ nhiên thì đây cũng là một tầm giá khá là tốt, khá là rẻ rồi. Tuy nhiên thì với những bạn mà không có quá là nhiều dư giả tài chính để có thể đầu tư những chiếc mic nó đắt tiền khoảng 3-4 triệu, 5 triệu, thì đây là một trong những lựa chọn sáng giá nhất giúp cho các bạn có thể nâng cấp được cái âm thanh khi mà các bạn quay video, khi mà các bạn quay những cái video đi chơi hay là quay những cái video kiểu phỏng vấn linh tinh bạn bè, thì chắc chắn đây là một trong những thứ mà có thể nâng cấp âm thanh của bạn lên rất là nhiều.
Và một lần nữa xin cảm ơn Lazada đã gửi hai chiếc mic rất là tuyệt vời này đến cho kênh để giúp mình có thể làm video chia sẻ cho các bạn. Và các bạn nhớ nhá, nếu như các bạn muốn mua hai chiếc mic này hay là muốn mua rất là nhiều sản phẩm khác thì các bạn có thể truy cập vào lazada.vn vào ngày 29 đến ngày 27 nhập 27 đến ngày 29 tháng 3 sẽ có siêu sinh nhật quẩy tiệc sale trên Lazada, có rất là nhiều phần quà, có rất là nhiều voucher mã giảm giá, rất là nhiều quà tặng khi mà các bạn mua những sản phẩm trên Lazada. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.